Tên gì? Dạ Châu Phát Tứ. Sinh năm bao nhiêu? 20 tháng 5 1988. Tiền án tiền sự chưa? Dạ chưa. Nếu có ai đó vừa nghe xong cái tên mà còn ngơ ngỡ thì xin khẳng định lại, người có tên Châu Phát Tuấn này là người nhà của đại ca giang hồ khét tiếng một thời Châu Phát Lai Em, người từng là đệ tử của ông trùm Nam Cam. Ngày 30 tháng 4 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó vào ngày 26 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền thuộc khu vực phường 7, quận 8 do Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu. Đáng chú ý, các nghi phạm này có mối quan hệ chú, cháu ruột và là em ruột, cháu ruột của Châu Phát Lai Em. Châu Phát Lai Em là một đại ca giang hồ khét tiếng, là đàn em của Nam Cam. Châu Phát Lai Em cũng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, các nghi phạm chủ mưu cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này đều là những giang hồ cộm cán, nhiều tiền án về các tội giết người, cướp tài sản. Nhóm này lại thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Trong quá trình kinh doanh buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị băng nhóm tội phạm này kiếm cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục đến nơi kinh doanh tại chợ Bình Điền để chửi bới, gây áp lực và hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền để được bỏ qua mà tiếp tục buôn bán. Dù rất bức xúc nhưng để yên thân, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền cho nhóm của băng nhóm tội phạm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng mà không dám tố cáo đến cơ quan công an. Xét thấy băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức với thành phần gồm nhiều đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, thực hiện hành vi phạm tội rất manh động, gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền. Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và những kẻ chủ mưu cầm đầu. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an quận 8 và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được huy động triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ các nghi phạm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng.